Tiền bạc gì nữa, danh lợi gì nữa, sức khỏe gì nữa, ăn uống gì nữa, món ngon vật lạ gì nữa, đi du lịch cái gì nữa, yêu đương cái gì nữa, xe cổ gì nữa, nhà lầu gì nữa, giải trí gì nữa, vui sướng gì nữa, mong chờ gì nữa, ước mơ gì nữa, chết quéo chân bây giờ này trời đó. Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngủ yên, ai cũng trong bệnh viện, người thân đi xa, giờ đây tới mình thở oxy rồi còn nói nữa chi. Giữ gìn sức khỏe kỹ lưỡng vô, gán niệm Phật đi cho Phật độ. Bệnh này là bệnh thần thánh rồi, ở đó mà lo kiếm tiền hoài. I love you.